tất cả các đồng nghiệp, các anh chị em đồng nghiệp đang có mặt tại hội trường này cũng như là đang hiện diện trực tuyến. Giọng tôi là giọng miền Trung, có thể hơi khó nghe một tí, vì vậy tôi xin phép và nói chậm một tí, đúng không ạ? Trước hết thì rất là vui mừng và rất là cảm ơn cái phần phát biểu khai mạc của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Nhân Cường. Thầy Cường đã nhấn mạnh một cách rất là chính xác về những cái yêu cầu đặt ra của chúng ta với tư cách là bác sĩ sản phụ khoa khi đứng trước một thai phụ, một người phụ nữ mang thai, đứng trước một người phụ nữ mang thai được chẩn đoán tiền sản giật hoặc thậm chí là sản giật, thậm chí là hội chứng HELLP, đúng không ạ? Tôi xin hỏi các đồng nghiệp ở trong hội trường, trong một năm vừa qua, liệu các đồng nghiệp có gặp đến khoảng một chục trường hợp sản giật không ạ? Có đồng nghiệp nào gặp khoảng 10 trường hợp sản giật? Mời các đồng nghiệp đưa tay lên xem sao. Chưa đến, khoảng 5 trường hợp sản giật cũng chưa có. À, sản giật nó bắt đầu biến mất. Đúng ạ. Những hội chứng HELLP thì có không ạ? Có, hội chứng HELLP có. Có thể nó cũng nhiều đến mức đấy, nhưng cũng có. Còn tiền sản giật, các mức độ thì chắc chắn là rất nhiều. Kính thưa thầy Trần Nhân Cường, kính thưa tất cả các đồng nghiệp, chúng ta biết hiện nay thì cái xu hướng trên thế giới đó là dịch chuyển dần từ điều trị sang dự phòng. Đó là xu hướng lớn trên thế giới. Và trong ngành sản phụ khoa của chúng ta thì cũng như vậy. Có những cái lĩnh vực mà trước đây chúng ta phải điều trị nhưng bây giờ chúng ta chuyển sang dự phòng. Một ví dụ rất là cụ thể, cũng trong lĩnh vực thai nghén nguy cơ cao mà thầy Trần Nhân Cường là chuyên gia, đó là dị tật thai nhi. Tất cả các cái dị tật bẩm sinh trước đây, cái thời không có siêu âm, thời chưa có siêu âm, thời mà chúng ta chưa làm sàng lọc tiền sản, cả đồng nghiệp thấy là mãi đến lúc sinh ra thì chúng ta mới phát hiện được, và là một cái cú sốc rất lớn cho gia đình, cho chính chúng ta với tư cách là một người đỡ đẻ. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã có can thiệp khi đang còn thai nhi, cái y học bào thai nhờ vào siêu âm, nhờ vào cái ý thức của người phụ nữ, của thai phụ, đúng không ạ? Để mà sàng lọc tiền sản quý 1, quý 2, quý 3 lặp đi lặp lại. Đó là cái bằng chứng rõ rệt nhất cho sự dịch chuyển của chăm sóc từ chăm sóc theo kiểu curative, tức là điều trị, rồi dịch chuyển dần dần. Chúng ta không thể bỏ cái phần điều trị được, nhưng nó dịch chuyển dần dần sang phần dự phòng. Tức là chúng ta phát hiện sớm và chúng ta xử trí sớm, hay nói chính xác hơn là can thiệp sớm những cái đấy. Thì trong lĩnh vực tiền sản giật nó cũng diễn tiến tương tự như hồi nãy thầy Trần Văn Cường đã nêu. Ngày xưa thời thầy Cường chúng tôi đi học được gọi là nhiễm độc thai nghén. Nhiễm độc thai nghén ở mức độ nhẹ, mức độ vừa, mức độ nặng. Rồi theo tiến trình phát triển thì người ta dịch chuyển dần dần, đúng không ạ? Và khái niệm của bây giờ là preeclampsia trong tiếng Anh, preeclampsia trong tiếng Pháp, đó là tiền sản giật. Thì trong lĩnh vực này, đúng như thầy Cường đã nêu, trong vòng khoảng 20 năm qua, đặc biệt là từ khoảng 2009, 2010 đến nay, đã có những cái tiến bộ vô cùng lớn. Tiến bộ cả về lâm sàng, trong theo dõi, rồi về cận lâm sàng, kể cả thăm dò, siêu âm, lẫn xét nghiệm. Và chủ đề của hôm nay của chúng ta thì đặt nặng về cái biomarker, về các chất chỉ điểm sinh học. Nhưng không chỉ là chất chỉ điểm sinh học, chúng ta không quên vai trò của lâm sàng, chúng ta không quên vai trò các thăm dò của siêu âm và các cái xét nghiệm của biomarker. Thì như quý đồng nghiệp đã thấy, đứng trước một cái trường hợp mà thai phụ ví dụ như 34, 35, 37 hoặc thậm chí sớm hơn 32, 30 tuần và được chẩn đoán tiền sản giật nặng, thì chúng ta sẽ phải xử trí cái phần ngọn, tức là khi mà đã có cái hậu quả, khi đã có hệ quả trên thai nhi, trên bà mẹ, và chúng ta phải xử trí, đúng không ạ? Thách thức đặt ra đấy là xử trí như thế nào để đảm bảo được cả mẹ và con. Thế thì cái vấn đề chẩn đoán ở cái tuần thứ 32, 34, 36, thậm chí 38 tuần nó không phải là khó lắm, đúng không ạ? Nếu như chỉ dựa vào các cái định nghĩa kinh điển, định nghĩa kinh điển mà chúng ta đã được học qua nhiều thế hệ, đó là tăng huyết áp trong thai kỳ sau 20 tuần, đó là protein niệu, và trước đây có thêm một triệu chứng phù, đúng không ạ? Các anh chị lớn một chút thì là
đi qua cái giai đoạn đấy. Bây giờ phù là cộng trừ. Nhưng bên cạnh đấy người ta xem xét một số các cái vấn đề khác. Nhưng nói đến khúc đó hoặc là nói đến khúc hội chứng HELLP hoặc là sáng giật thì chúng ta đang phải xử trí theo kiểu chạy theo, tức là phát hiện bệnh lý và chạy theo, đúng không ạ? Xử trí cái hệ quả rồi. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm sao để chúng ta có thể biết được sớm hơn, có thể dự báo và có thể can thiệp sớm để dự phòng. Có thể chúng ta không thành công 100%, nhưng nếu như các đồng nghiệp có thể giảm 50%, 60%, 70% những trường hợp có thể xảy ra trong tương lai. Chúng ta đang nói đến tiến cứu, chúng ta làm trước, can thiệp trước để dự phòng những cái điều xấu xảy ra trong tương lai. Đó đã là thành công lắm rồi. Còn nếu không thì chúng ta sẽ có 100% các trường hợp trong tương lai sẽ có bệnh lý và có hệ quả. À, rõ ràng trên lâm sàng luôn luôn đặt ra cho chúng ta những cái tình huống rất là oai ác trong xử trí tiền sản giật, đặc biệt là tiền sản giật nặng. Sản giật thì không nói làm gì, sản giật thì chắc chắn cả đồng nghiệp sẽ chấm dứt thai kỳ, đúng không ạ? Nhưng mà hội chứng HELLP giải quyết nó có thể tốt lên, nhưng liệu thai ngày mai ngày kia nó có còn tốt như hôm nay được không? Đó là một câu hỏi. Thì chúng ta đối diện với rất nhiều cái nan đề, tiếng Anh gọi là vấn đề khó khăn đấy, tiếng Anh gọi là dilemma, đúng không ạ? Dựa trên những cái chẩn đoán kinh điển mà chúng ta đã sử dụng từ xưa đến nay, nhưng chẩn đoán đấy nó có sai không? Nó không sai, nhưng nó được bổ sung bởi một số hiểu biết, một số thực hành mới. Tôi xin nhấn mạnh là những cái đó nó không sai, đúng không ạ? Nhưng nó luôn luôn được gọi là bổ sung, bồi đắp thêm bởi các cái hiểu biết và các cái thực hành mới. Thì trên slide này chúng ta có một cái giá trị mà chúng tôi để ở trong vòng đỏ, đó là gì? Đó là cái PPV, tức là cái giá trị dự báo dương tính của cái gì? Của các cái định nghĩa kinh điển. Đây là định nghĩa ACOG, đây là một cái bài báo năm 2001 lận, cách đây 21 năm rồi. Nếu như chỉ dựa vào định nghĩa kinh điển về mặt huyết áp, tăng huyết áp, thì cái giá trị dự báo dương tính nó chỉ khoảng 19-20% mà thôi. Kể cả và lại sử dụng cái định nghĩa tăng huyết áp đơn thuần trong thai kỳ, tăng huyết áp trong thai kỳ, tức là cái khả năng mà dự báo kết cục bất lợi, nếu như chỉ dựa vào tăng huyết áp đơn thuần cộng với protein niệu thì nó chỉ rơi vào khoảng 20%. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ mất, đúng không ạ? Chúng ta sẽ miss mất cái khoảng 80%, là một con số rất là đáng kể. Thế thì kinh điển thì nó là như thế, nó có sai không? Nó không sai, nhưng nó không còn đủ nữa các đồng nghiệp ạ. Thế thì đối với tiền sản giật thì đúng như thầy Trần Danh Cường đã nêu ấy, chúng ta quan tâm đến cái gì? Tiền sản giật được chẩn đoán từ tuần thứ 20 trở đi. Những câu hỏi đặt ra liệu chúng ta có thể dự báo, chúng ta có thể ước trước cái nguy cơ hình thành tiền sản giật từ trong quý 1, từ trong 3 tháng đầu của thai kỳ hay không? Nếu như chúng ta xác định được nhóm thai phụ nguy cơ cao, đúng không ạ? Rồi chúng ta có các cái tính toán bổ sung, chúng ta có thể làm gì? Thứ nhất đó là chuyển đến cái tuyến phù hợp một cách kịp thời. Chúng ta ở đây hay bệnh viện như chúng tôi chẳng hạn ở Huế, chúng ta có đủ, hầu như là đủ tất cả các phương tiện. Nhưng các cái nơi khác và bước ra khỏi Hà Nội hay là chúng tôi bước ra khỏi thành phố Huế khoảng 60-70 km thôi, điều kiện nó khác hoàn toàn. Và người ta phải xác định được các cái trường hợp nguy cơ để làm gì? Để chuyển đến tuyến phù hợp một cách kịp thời. Một cái vấn đề rất là quan trọng mà chúng tôi xin phép để đề cập, đó là khi xác định được cái nhóm các thai phụ có nguy cơ cao, chúng ta có thể can thiệp được gì không? Câu trả lời là xin thưa với cả đồng nghiệp là có. Đó là chúng ta điều trị dự phòng. Đấy không phải là điều trị bệnh mà là điều trị dự phòng. Nó dịch chuyển theo hướng dự phòng. Rồi chúng ta phát hiện sớm. Tất nhiên là phát hiện có nghĩa là phát hiện bệnh. Ở đây không phải là dự báo bệnh, là phát hiện bệnh trong quý 2 của thai kỳ 20, 22 tuần trở đi như định nghĩa lâu nay chúng ta vẫn nói, đúng không ạ? Thì nếu như phát hiện sớm được hoặc là xác định các cái trường hợp có nguy cơ mà nguy cơ đấy nó tồn tại cho đến từ quý 1 sang quý 2 và sang quý 3 của thai kỳ, thì chúng ta sẽ theo dõi những trường hợp đấy một cách tích cực hơn. Tất cả các cái giải pháp đấy
từ xác định nguy cơ cho đến chuyên khoa kịp thời cho đến điều trị dự phòng, phát hiện sớm và theo dõi tích cực, nó nhằm làm gì? Nó nhằm làm cải thiện cái kết cục, cái dự hậu của cả bà mẹ lẫn cái thai và trẻ sơ sinh sau khi được sinh ra. Có thể được sinh ra đủ tháng, có thể sinh ra thiếu tháng, thì đó là cái yêu cầu mà nó trải dài trong cái quá trình quản lý một cái thai phụ có nguy cơ tiên sản giật, có thể hình thành tiên sản giật cho đến khi người ta chấm dứt thai kỳ. Thậm chí về mặt lý thuyết chúng ta biết rằng kết thúc thai kỳ không có nghĩa là hết. Vẫn có những cái trường hợp chúng ta y văn vẫn nói rằng 25% trường hợp sản giật xảy ra sau khi thai đã ra. Có nghĩa là trong một khoảng thời gian nhất định, đặc biệt là tuần đầu, 2 tuần đầu sau sinh, người ta vẫn còn các cái nguy cơ. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải theo dõi chặt chẽ. Thế thì chúng tôi xin phép được tiếp theo cái phần cập nhật của y văn trên thế giới về vai trò của các cái chất chỉ điểm sinh học trong sàng lọc, trong hỗ trợ chẩn đoán và trong tiên lượng tiền sản giật. Ở đây nó có ba cái vế, thưa các đồng nghiệp. Thứ nhất là sàng lọc. Sàng lọc này là để dự báo sớm trong 3 tháng đầu. Sau đó thì sang 3 tháng giữa và đặc biệt từ tuần 20 trở đi, nó có thể giúp để hỗ trợ chẩn đoán và đặc biệt là tiên lượng. Tiên lượng trong vòng 1 tuần, trong vòng 2 tuần nữa tiên sản giật có xảy ra hay không, có thể loại trừ nó hay không, và dự báo cái kết cục, đặc biệt là kết cục con. Khi thai đã đến 32, 34, 36 tuần, chúng ta rất quan tâm đến con, bởi vì đó là thời điểm mà chúng ta có thể chấm dứt, có thể phải chấm dứt thai kỳ. Thì tiên lượng nó như thế nào, đúng không ạ? Thì trên slide này chúng tôi tóm tắt lại cái tiến trình, những cái tiến bộ trong khoảng mười mấy năm trở lại đây, bắt đầu từ năm 2009 trở lại đây mà thôi, tức là chỉ mới 12, 13 năm trở lại đây mà thôi. Như thầy Trần Danh Cương là nếu rất là chính xác, còn 15 năm trở lại đây nó có rất nhiều tiến bộ trong trong lĩnh vực này. Thì đầu tiên đó là những cái công bố của cái nhóm ở London, nhóm của giáo sư Leona Poon mà đang hoạt động trong lĩnh vực chẩn đoán tiên sản. Thì đều biết đây là một giáo sư khá nổi tiếng, giáo sư sản phụ khoa, hiện nay đang công tác, đang làm việc tại Đại học Trung Quốc tại Hồng Kông, của Trung Quốc. Thì nhóm này công bố một cái nghiên cứu khá lớn, tức là một cái mô hình dự báo tiên sản giật trong quý 1 của thai kỳ, trong 3 tháng đầu, có nghĩa là thời điểm mà chưa xuất hiện bệnh lý tiên sản giật. Và theo dòng thời gian thì đến 2010, cái tổ chức đảm bảo chất lượng của Anh NICE bắt đầu đưa ra một cái guideline, và ở Mỹ cũng bắt đầu xây dựng cái mô hình dự báo từ trong quý 1 của thai kỳ. Cái mô hình dự báo này được rất nhiều tác giả ở nhiều nơi, ở Hoa Kỳ, rồi ở Tây Ban Nha 2013, đúng không ạ? Rồi tiếp tục Tây Ban Nha 2014, Hoa Kỳ 2014, và đến 2016 thì FMF, tức là Fetal Medicine Foundation, có trụ sở ở London, ở Vương quốc Anh, thì đưa ra một cái mô hình dự báo tính toán theo nguy cơ. Dự báo này là dự báo trong quý 1 của thai kỳ. Đấy. Sau đó thì là đến 2018 là cái khuyến cáo gần đây nhất của ACOG, của Hội sản phụ khoa Hoa Kỳ. Rồi cái định nghĩa của một cái triple test. Triple test ở đây không phải là của sàng lọc và là dị tật, mà là triple test trong ngoặc kép, tôi xin để trong ngoặc kép, của FMF về sàng lọc tiền sản giật. Thế bản chất nó vẫn là sàng lọc, bản chất nó vẫn là dự báo sớm và can thiệp sớm, cũng như là cái mô hình đầu tiên dự báo trong quý 1 ở tại Hoa Kỳ. Và 2009 thì tác giả này bắt đầu thực hiện cái nghiên cứu, và nghiên cứu này thì đã công bố ở châu Á, ở Thái Lan. Và đồng thời thì FIGO, tức là Liên đoàn Phụ sản Thế giới, tức là tổ chức gọi là báo trùm của tất cả các hội sản phụ khoa của tất cả các quốc gia trên thế giới, mà hội sản phụ khoa Việt Nam chúng ta cũng là thành viên, thì khuyến cáo là nên sàng lọc tiền sản giật trong quý 1. Sử dụng cái gì thì chúng tôi sẽ xin phép trình bày một cách cụ thể. Trên slide này á, chúng ta có cái định nghĩa, quý đồng nghiệp xem cái phần màu đỏ này, thì triple test trong sàng lọc tiền sản giật nó bao gồm cái gì? Nó bao gồm các cái yếu tố mẹ, các cái đặc điểm của mẹ mà chúng tôi sẽ trình bày sau, và đánh giá đo
cái huyết áp động mạch trung bình. Huyết áp động mạch trung bình được đo bằng hai tay và tính bằng công thức dựa trên huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu, nó rất là đơn giản. Cái này là biểu hiện lâm sàng, đúng không ạ? Yếu tố mẹ ở đây bao gồm tiền sử, bao gồm đặc điểm của thai kỳ lần này và chỉ số huyết áp động mạch trung bình của bà mẹ trong quý 1 của thai kỳ. Một cái test thứ hai đó là cái chỉ số xung của động mạch tử cung, đo trung bình ở cả hai động mạch tử cung ở cả hai bên. Đây là thăm dò siêu âm, đúng không ạ? Và cái vế thứ ba đó là cái chỉ số của PLGF, viết tắt của placental growth factor, tức là yếu tố phát triển có nguồn gốc rau thai. Chúng tôi xin phép được nói kỹ hơn về yếu tố phát triển này. Yếu tố phát triển này được định lượng trong huyết thanh của bà mẹ. Yếu tố phát triển này nó xuất phát từ rau thai, đúng không ạ? Nó có cái cấu trúc chức năng tương đồng như VEGF. VEGF là gì? Viết tắt của vascular endothelial growth factor, tức là yếu tố phát triển, đúng không ạ? Tạo mạch. Nói tóm lại là một cái chất VEGF và PLGF này là cái chất mà nó thúc đẩy tăng sinh của tế bào nội mạc mạch máu và tăng sinh mạch máu. Mục đích là để giúp cho cấu trúc của cái rau thai với các cái mạch máu xoắn, với các hô huyết được hoàn chỉnh để đảm bảo cho cái tuần hoàn rau thai, tuần hoàn mẹ rau thai. Hay nói tóm lại, đấy là những chất tạo mạch, những chất gọi là kích thích tạo mạch và tăng sinh tế bào nội mạc mạch máu. Và có chất kích thích thì cả đồng nghiệp cũng hình dung ra là sẽ có chất ức chế. Cơ thể của bà mẹ và kể cả cái rau thai nó cũng tạo ra các cái tạm gọi là các cái chất tôi để ức chế trong hoặc kép, bởi vì ức chế nó có nhiều kiểu lắm. Đấy. Thì PLGF là một cái chất mà gọi là thuận lợi cho sự tạo mạch. Đây là một cái chất có vai trò rất là quan trọng. Người ta thấy rằng nó tăng trong quý 1, trong 3 tháng đầu, và nó vẫn còn cao trong quý 2, và sang quý 3 của thai kỳ thì nó giảm thấp. Tức là đường biểu diễn của PLGF trong thai kỳ là một cái đường đi xuống. Còn ngược lại, cái chất mà ức chế của cái chất này ấy, thì nó lại đi lên. Hai cái đấy nó có một cái mối tương quan đồng với nhau. Thì khi sử dụng cái FMF, tức là Fetal Medicine Foundation Triple Test này ấy, khi so sánh với các cái cách thức tính toán dựa trên nguy cơ và dựa trên khuyến cáo, kể cả khuyến cáo của ACOG, thì cả đồng nghiệp thấy là với cái tỷ gọi là dương tính giả 20,4% ấy, thì chúng ta thấy là cái phác đồ dự báo theo FMF triple test này nó vẫn có giá trị cao nhất. Đây là tỷ lệ phát hiện, detection rate for preterm preeclampsia, tức là phát hiện tiền sản giật mà non tháng. FMF triple test đối với cái nhóm mà dân châu Âu thì có giá trị cao nhất, dân châu Á, Đông Á có giá trị thấp hơn. Rồi cái nguy cơ, tức là cách tính toán nguy cơ theo FMF nhưng không đầy đủ bộ ba triple test này thì có giá trị thấp hơn. Với cái giá trị dự báo dương tính 5,5 thì nó cũng cái xu hướng nó tương tự. Hay nói cách khác là cái FMF triple test này luôn luôn có giá trị dự báo cao nhất. Tất nhiên chúng ta nhìn vào biểu đồ này, giá trị dự báo của nó không phải là 100%. Trên đời này cũng gọi gì là 100% cả đồng nghiệp cả. Nhưng mà nó đạt được đến cái mức đấy đã là một cái giá trị rất là tốt rồi. Thì khi so sánh cái tỷ lệ phát hiện của các cái phác đồ phối hợp khác nhau, cả đồng nghiệp xem ở vị trí này, MF có nghĩa là maternal factor, tức là chỉ cả cái yếu tố nguy cơ của bà mẹ không thôi, trên lâm sàng thì so sánh với MF tức là yếu tố bà mẹ cộng với MAP tức là mean arterial pressure, tức là huyết áp động mạch trung bình, rồi cả cái yếu tố ba mẹ cộng với lại chỉ số xung của động mạch tử cung, rồi cái này là cộng ba cái, tức là yếu tố của ba mẹ, chỉ số huyết áp động mạch trung bình và chỉ số xung động mạch tử cung, và cuối cùng là triple test. Triple test nó có thêm cái PLGF. Các đồng nghiệp nhớ cho là PLGF là yếu tố nằm trong triple test. Thì chúng ta thấy rằng
Nếu như nhìn vào biểu đồ detection rate, tức là cái tỷ lệ phát hiện đấy, thì khi kết hợp triple test này thì là tỷ lệ phát hiện nó cao nhất. Màu đỏ này là gì? Đó là tiền sản giật xuất hiện trước 32 tuần. Bao nhiêu ạ? 90%. Tỷ lệ phát hiện nó không phải là 100% nhưng nó là 90%. Tỷ lệ phát hiện tiền sản giật màu xanh là gì? Màu xanh là tiền sản giật trước 37 tuần. Bao nhiêu ạ? 75%. Như thế đã là tốt hay chưa? Nó không tuyệt đối cả đồng nghiệp ạ. Nhưng như tôi đã trình bày, trên đời không có cái gì tuyệt đối cả. Chúng ta đừng gọi là mong một cái đồ nhạy hay là tỷ lệ phát hiện 100%. Nếu như có chăng đi nữa là lý tưởng, nhưng 90%, 75%, 90% trước 32 tuần. Mà chúng ta biết trước 32 tuần là gì? Là thai non, thai khá non, nguy cơ của thai nhi cao, đúng không ạ? Khả năng sống sót, đúng không ạ? Của thai nhi khi đẻ non ra thấp hơn. Thấp hơn chứ không phải thấp, bởi vì chúng ta nuôi được 22, 24 tuần, nhưng nó thấp hơn so với là 34, 37 vân vân. Đấy. Thì đấy là cái giá trị của triple test trong y văn. Cái này tôi xin trích y văn mà thôi, đúng không ạ? Thế thì chuyển sang một cái nhóm thứ hai. Ở đây trên slide này cả đồng nghiệp thấy nó có cái bên cạnh LGF là cả đồng nghiệp đã làm quen, đó là placenta growth factor, tức là yếu tố phát triển có nguồn gốc từ thai, từ rau thai. Thì nó xuất hiện cái khái niệm SFLT1, đọc theo tiếng Anh là SFLT1. Cái đấy là viết tắt, đúng không ạ? Của rất là nhiều chữ, nó gọi là solid, đúng không ạ? Rồi FMF like Zerogen, gọi là tyrosine kinase, đúng không ạ? Là một cái thụ thể của PLGF. Nói nôm na đó là một cái chất do bánh rau tạo ra mà nó là thụ thể của PLGF các đồng nghiệp ạ. Thế thì thụ thể thì có thể gắn với cơ chất, đó là nguyên tắc, đúng không ạ? Solid có nghĩa là tan lưu hành trong máu. Đây là một cái thụ thể. Bình thường thụ thể nằm ở đâu cả đồng nghiệp ạ? Nguyên tắc thụ thể nằm trong tế bào, đúng rồi, để nó đón nhận cơ chất, giống như thụ thể nội tiết ngày xưa chúng ta học vậy. Nhưng đây là solid, tức là nó lưu hành, nó tan và nó lưu hành trong máu. Thế mặc dù lưu hành trong máu không nằm trên màng tế bào nhưng nó vẫn có khả năng gắn với cơ chất. Cơ chất ở đây là gì? Là PLGF. Hay nói cách khác, đây là một cái cặp gọi là có tác dụng đối kháng nhau. Về mặt sinh học nó là đối kháng nhau. PLGF thì nhiều trong quý 1, giảm trong quý 2 và giảm thấp trong quý 3. Còn cái anh này á, thì lại nếu như nó nằm trên màng tế bào, người ta cũng thấy là nó ít trong quý 1, nó tăng trong quý 2 và nó tăng cao trong quý 3 để đối kháng lại. Thì người ta thấy rằng trong tiền sản giật, các nghiên cứu cơ bản đã chỉ ra rằng cái SFLT1 này, cái chất đối kháng về PLGF này nó tăng rất mạnh. Nó tăng rất mạnh. Và vì tăng rất mạnh và ở thể solid, tức là thể lưu hành trong máu, nó không phải nằm trên màng tế bào, cho nên nó sẽ gắn với PLGF có trong máu. Có nghĩa là nó làm giảm hoạt tính, nó làm giảm tác dụng của PLGF. Đúng không ạ? Mà giảm tào mạch có nghĩa là cái sự tào mạch, sự phát triển của mạch máu xoắn ốc, rồi sự lưu thông máu giữa, trao đổi giữa cả mạch máu của mẹ và các cái mạch máu con, nó sẽ giảm. Và đó là một trong những vừa là tiền đề vừa là hậu quả của các hệ quả, các kết cục xấu trong tiền sản giật. Thì người ta thấy rằng cái tỷ số này nó tăng, nó càng tăng, tức là tự nó càng tăng mà mẫu nó càng giảm thì nó càng tăng, càng tăng thì thai kỳ nó càng bất lợi. Và đây là một trong những cái tỷ số mà đã được khảo sát, đã được nghiên cứu tiền lâm sàng và sau đó ứng dụng trong lâm sàng khá nhiều. Thì chúng tôi xin nêu kỹ hơn một tí về cái tỷ số này. Cái tỷ số này á, thì người ta sử dụng để làm gì? Như hồi nãy chúng tôi đã nêu, có thể là cái dự báo, có thể là chẩn đoán, hỗ trợ chẩn đoán và cũng có thể là tiên lượng, giúp cho tiên lượng. Trong trường hợp này thì người ta dùng làm tiên lượng tiền sản giật.
kết cục bất lợi mẹ thai nhi trong vòng 1 tuần và trong vòng 4 tuần. Thì các đồng nghiệp thấy là ở đấy cái nhóm mà có bất lợi, có tiên sinh vật và có bất lợi ở đây, nó cách xa, nó cao hơn hẳn so với cái nhóm không có tiên sinh vật và không có kết cục bất lợi. Tức là nếu như diễn giải theo ngôn ngữ lâm sàng thì sử dụng cái tỷ này có thể giúp phân biệt hai cái nhóm đó, bởi vì nó cách xa nhau mà, và giá trị P ở đây là nhỏ hơn 0,001. Có nghĩa là trong vòng 1 tuần nếu như nó thấp thì chúng ta yên tâm, còn nếu nó cao thì chúng ta phải xem xét. Tôi nói là phải xem xét chứ không phải là phải hành động ngay lập tức, đúng không ạ? Nhưng mà phải xem xét. Còn tất nhiên nó cao hơn nữa chúng ta phải hành động ngay lập tức. Nếu như tổng hợp những cái kết cục, những endpoint mà trong vòng 4 tuần thì người ta thấy là P này nó vẫn có ý nghĩa thống kê. Có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng cái tỷ này để tách biệt hai cái nhóm này, đúng không? Trong vòng 4 tuần. Một cái nghiên cứu khác của một tác giả ở Nhật, cái này vừa mới được công bố năm ngoái, thì người ta thấy rằng là với cái ngưỡng 38, đây là hai cái chất mà chúng ta định lượng được ở trong huyệt thanh, thì khi chia cho nhau thì chúng ta ra cái tỷ số này, đúng không ạ? Tỷ số này là một cái tỷ số nó không có đơn vị, đúng không ạ? Thì nếu như nhỏ hơn hoặc bằng 38 thì nó sẽ cho phép loại trừ, ở đây là cả đồng nghiệp thấy nó là ruling out, tức là loại trừ tiên sản vật trong vòng 1 tuần, đúng không ạ? Vậy giá trị dự báo âm tính là 100%. Hay nói cách khác là chúng ta yên tâm rằng trong vòng 1 tuần đến sẽ không có tiên sản vật. Đấy là dự báo ngắn hạn, đúng không ạ? Trong quý 2 và quý 3 của thai kỳ muộn, cái này là muộn. Cái này không dùng cho cái dự báo trong quý 1 mà đây là người ta làm trong quý 2. Thì chúng tôi sẽ trình bày cái này kỹ hơn, đúng không ạ? Trong cái phần khuyến cáo về sau. Trong cái slide này ấy, chúng ta có hai phần. Thì cái phần phía bên trái ấy, đó là cái tiên lượng thời gian cho đến khi chuyển dạ. Thời gian từ lúc thai phụ nhập viện cho đến khi chuyển dạ là một khoảng thời gian rất là quý báu. Đối với tiên sản vật, các đồng nghiệp sẽ sử dụng magnesium sunfat. Magnesium sunfat trong tiên sản vật bên cạnh cái chuyện hỗ trợ kiểm soát huyết áp, hỗ trợ kiểm soát dự phòng cơn giật, nó còn tác dụng gì ạ? Nó còn tác dụng trên não thai nhi, đúng không ạ? Tác dụng bảo vệ thần kinh, chúng ta vẫn được nghe nói là tác dụng bảo vệ thần kinh, đúng không ạ, cho thai nhi cùng với là corticoid. Thì cái khoảng thời gian đấy là cái khoảng thời gian mà chúng ta rất là quý báu để có thể có các cái can thiệp mà nó có lợi cho thai nhi. Chính vì vậy mà tiên lượng cái khoảng thời gian còn lại đấy nó có ý nghĩa trên lâm sàng, giúp cho thầy thuốc lâm sàng có thể quyết định, đúng không ạ, là khi nào làm cái gì ở đâu vân vân, đủ thời gian để cho chúng ta can thiệp những cái can thiệp có lợi cho thai nhi. Thì cái tỷ này ấy, nó có hai cái ngưỡng, khi người ta chia ra làm ba nhóm, nhóm nguy cơ thấp, nhóm nguy cơ trung bình và nhóm nguy cơ cao, thì người ta thấy rằng cái ngưỡng thứ nhất là ngưỡng 38 như hồi nãy chúng tôi đã nêu, dưới 38 chúng ta loại trừ cái tiên sản vật, từ 38 cho đến 85 chúng ta phải chú ý, còn trên 85 thì người ta bảo rằng là khả năng hình thành tiên sản vật là rất cao và cần phải được vào viện. Đối với chúng ta thì vào viện hay là ở ngoài trú nó có ý nghĩa. Đối với các nước phát triển thì Tây người ta tính toán về mặt kinh tế y tế rất là kỹ, vào viện có nghĩa là chi phí tăng vọt, còn ở ngoài trú là chi phí ở mức vừa phải. Chúng ta cũng vậy, nhưng chúng ta có thể chưa chú trọng lắm. Nếu bắt đầu từ bây giờ trở đi chúng ta phải chú ý giữa cái chuyện vào viện hay là không vào viện. Thì cái này, cái ngưỡng 85 này là cái ngưỡng mà giúp cho thầy thuốc có thể quyết định cái này phải vào viện. Thì đấy là ý nghĩa của các cái ngưỡng. Và trong slide này cũng vừa mới được công bố rất gần đây, chưa đến một năm trở lại đây, của một nhóm tác giả ở Đức. Thì người ta thấy rằng cái tỷ số này, tỷ số SFLT1 trên PLGF này, nếu như tính đến kết cục của thai kỳ, các đồng nghiệp thấy ở đây là kết cục bất lợi của thai kỳ giữa
có và không có, kể cả mẹ và con, thì cái tỷ này ấy, nó cách rất xa nhau, đúng không ạ? Trong hai nhóm giữa không có kết cục bất lợi, tỷ lệ này rất thấp, và cái bất lợi tỷ lệ này rất cao. Đây là tỷ số của tỷ lệ, đúng không ạ? Còn đây là cái thay đổi, cái biến thiên của tỷ lệ này hàng ngày một, tức là người ta làm thầm chỉ là hàng ngày một. Đấy. Thì người ta có điều kiện người ta mới làm như thế, chúng ta thì chắc là chưa đến mức như thế đâu. Nhưng mà để quý đồng nghiệp thấy rằng là cái khả năng để phân biệt các cái nhóm có kết cục bất lợi hay không bất lợi nó khá là tốt khi sử dụng cái tỷ lệ này. Đó. Và về khía cạnh y tế thì người ta cũng thấy rằng đây cũng là một công trình mới, người thấy rằng là sử dụng cái tỷ này và phải ngưỡng 85, tức là ngưỡng vào viện hay không vào viện đấy, thì người ta làm giảm được 71% các cái bệnh nhân mà không cần thiết phải là nhập viện điều trị xét nghiệm đủ thứ. Đấy. Giảm được 71% có nghĩa là giảm được một phần, xin lỗi, 2/3, chỉ còn lại 1/3 phải vô viện thôi. Thì Tây là người ta tính toán kinh tế y tế chặt chẽ đến như thế, đúng không? Chúng ta đôi khi bảo là à thì thôi thì vào viện để mà theo dõi cho nó tốt, nhưng mà Tây thì bên cạnh chuyện tốt đó, người ta còn tính đến chuyện chi phí, đó không phải là đắt hay rẻ mà nó là chi phí có hợp lý hay là không, cả đồng nghiệp ạ. À, Việt Nam chúng ta thì như thế nào, đó là thế giới. Bây giờ Việt Nam chúng ta thì thưa cả đồng nghiệp là ở đây có thầy Trần Danh Cường, có các thầy, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng bám sát cái tiến trình của thế giới. Thế giới năm 2016 thì NICE là cái tổ chức đảm bảo chất lượng của Anh, đúng không ạ? Ra cái khuyến cáo này được ra soát lại năm 2020. Đó, tức là trong đại dịch họ vẫn làm việc, họ vẫn ra soát. Thì họ chỉ ra cái tỷ lệ này ấy, nó có các cái ngưỡng, đặc biệt là 38 và 85 như hồi nãy chúng tôi đã nêu. Và cái tỷ này ấy, thì cũng được khuyến cáo bởi các cái tổ chức khác. Đây, cả đồng nghiệp thấy là FIGO cũng khuyến cáo sử dụng MAP, tức là huyết áp động mạch trung bình, PLGF, và cái này là uterine, đúng không ạ? Pulsatility index, tức là chỉ số sung của động mạch tử cung, có hoặc là không có PAP-A chuyển thành MOM, đúng không ạ? Và tính toán thì cái chất lượng của bằng chứng này là cao, 4 sao của FIGO, đúng không ạ? Và cái khuyến cáo này độ mạnh của nó là strong, tức là mạnh nhất đấy. FIGO khuyến cáo bằng chứng tốt, khuyến cáo mạnh nhất trong việc sử dụng các cái sàng lọc và đặc biệt là sử dụng các cái chất chỉ điểm này. Thì dựa trên các cái khuyến cáo như vậy thì Việt Nam chúng ta cũng bám rất sát. Tháng 6 năm 2019 thì là Ban chấp hành Hội Phụ sản Việt Nam đặt vấn đề xây dựng cái hướng dẫn sàng lọc và điều trị dự phòng. Và sau đó thì đến tháng 6 20 thì là Ban chấp hành VAGO hoàn tất rà soát cái bản thảo này và trình Bộ Y tế thông qua vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em. Rồi Bộ Y tế gửi các bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trong đó có Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bệnh viện chúng tôi ở Huế, bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Hùng Vương ở thành phố Hồ Chí Minh, và các chuyên gia để lấy ý kiến. Và đến tháng 4 năm ngoái, tức là mới hơn một năm đây thôi, thì là Bộ Y tế ban hành cái quyết định này. Thì chúng tôi xin phép được trình bày các cái nội dung chính của cái khuyến cáo này. Ban chỉ đạo biên soạn thì gồm các thầy như các thầy cô như là các đồng nghiệp đã thấy ở đây. Thì ban biên soạn thì có phó giáo sư Trần Danh Cường, cô Lưu Thị Hồng, rồi thầy Nguyễn Duy Ánh, các thầy cô ở miền Nam, và cái nhóm Huế dẫn đầu là giáo sư Cao Ngọc Thành. Thì quay trở lại cái định nghĩa trong cái khuyến cáo chung của Bộ Y tế này ấy, thì định nghĩa mới của chúng ta đấy, bên cạnh tăng huyết áp và protein niệu đương nhiên rồi, thì nó còn thêm, tức là tăng huyết áp và protein niệu, hoặc là tăng huyết áp và các triệu chứng lâm sàng liên quan đến tổn thương các cái tạng, các cái cơ quan khác như gan, như não, như thận, vân vân. Cái này thì chúng tôi xin không nhắc lại nữa, cả đồng nghiệp cũng biết. Cái loạt nghiên cứu sàng lọc tiền sản giật thực hiện tại Huế và các cái vùng lân cận 2012-2016 thì cho thấy là tỷ lệ tiền sản giật nó cũng khá thay đổi, nó tùy nơi. Ở khu vực, nói chung là ở khu vực miền Trung đấy, tỷ lệ tiền sản giật là 28, 2,8 cho đến 5,5%, tức là khá nhiều đấy. Đấy. Trung bình ngày xưa đã từng có báo cáo rằng lên đến khoảng 5-6%, sau đó thì nó xuống khoảng 2-3%,
Thì chúng tôi khảo sát số liệu thực đấy là từ 2,8 cho đến 5,5, có nghĩa là số lượng thai phụ bị ảnh hưởng là khá lớn và tỷ lệ này thì nó thay đổi, nó thay đổi theo tuổi thai. Về phân loại tăng huyết áp trong thai kỳ thì Hội Phụ sản Việt Nam cũng sử dụng các cái khuyến cáo trên thế giới và chia tăng huyết áp trong thai kỳ ra làm 4 nhóm. Thứ nhất là tăng huyết áp đơn thuần trong thai kỳ. Cái này là tăng huyết áp sau 20 tuần nhưng không có protein niệu, không có các cái triệu chứng khác và huyết áp trở về bình thường sau khi sinh. Cái này thì chúng ta có thể, chúng ta không cần phải quan tâm lắm. Nhóm 2 là nhóm tiền sản giật thì định nghĩa là như trên, đúng không ạ? Và thông thường chúng ta biết là hết thai kỳ sau sinh khoảng một tuần, đúng không ạ? Tối đa khoảng một tuần huyết áp nó sẽ quay trở về bình thường sau khi mà cái đơn vị rau thai nó đã ra khỏi cơ thể người mẹ. Nhóm 3 là tăng huyết áp mãn tính, đấy là tăng trước khi mang thai hoặc là tăng huyết áp trước 20 tuần thai kỳ, hoặc là tăng huyết áp xuất hiện lần đầu trong thai kỳ nhưng mà kéo dài cho hết thời kỳ hậu sản 42 ngày vẫn còn tăng, đấy là tăng huyết áp mãn tính. Và thứ tư là tiền sản giật trong chất trên người tăng huyết áp mãn tính. Thì cái mà chúng ta quan tâm nhất chính là nhóm 2 và nhóm 4, đặc biệt là nhóm 2. Nhóm 4, người tăng huyết áp mãn tính thì rõ ràng là người ta cũng biết là họ tăng huyết áp rồi. Và ngay lần khám đầu tiên, khám thai đầu tiên họ sẽ báo động là tôi có tăng huyết áp. Nhưng còn lại tiền sản giật, đúng không? Đơn thuần thì nó xuất hiện sau 20 tuần. Vậy thì trong quý 1, trong 3 tháng đầu, đúng không? Liệu chúng ta làm gì được không? Đấy. À, về mặt phân loại thì người ta cũng thấy rằng tiền sản giật được chia ra làm tiền sản giật khởi phát sớm và tiền sản giật khởi phát muộn. Và nói một cách rất là thô đấy, thì có thể nói rằng tiền sản giật khởi phát sớm nó xuất phát chủ yếu là từ vấn đề của rau thai và tương tác của rau thai với ba mẹ. Các đồng nghiệp có thể thấy có những trường hợp 37 tuần chưa có tăng huyết áp, đến 38, 39 tuần huyết áp bắt đầu tăng. Đó là về cơ bản mà nói đó là tiền sản giật mẹ, do các cái vấn đề của mẹ là chính. Còn càng sớm thì nó càng có nguyên nhân rau thai và tương tác giữa rau thai và ba mẹ là nhiều hơn. Còn non tháng đủ tháng thì đương nhiên rồi, cái này chúng ta dựa đấy. Và các đồng nghiệp lưu ý là đây là định nghĩa quốc tế, đúng không ạ? Tức là 37 tuần. Đấy. Thì một số khuyến cáo chính thì chúng tôi xin phép được đi vào cụ thể. Khuyến cáo của Bộ Y tế ban hành năm ngoái đó là gì? Hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành năm ngoái đó là sàng lọc tiền sản giật nên biến nó trở thành thường quy. Nó giống như chúng ta làm sàng lọc tiền sản. Bây giờ sàng lọc tiền sản là thường quy, ít nhất 3 lần, đúng không ạ? Thì tiền sản giật thì chưa, nhưng chúng ta cố gắng để tích hợp nó vào, làm sao đó để gắn với cái sàng lọc tiền sản. Sàng lọc tiền sản chúng ta triple, chúng ta không có double test, bên này cũng như thế. Vậy thì có cái gì chung hay không? Cố gắng để tìm những cái chung và gắn và chọn những cái gì tốt nhất cho thai phụ. Cố gắng biến nó trở thành sàng lọc thường quy. Nó được chia thành hai giai đoạn, đó là quý 1, một giai đoạn, và quý 2 và quý 3 là giai đoạn thứ hai. Và chúng ta phân tầng tiếp cận nó đi. Sàng lọc tiền sản giật sớm trong quý 1 thì mục tiêu là gì? Là để can thiệp sớm, hay nói cách khác là điều trị dự phòng. Còn sang quý 2, quý 3 thì nó không còn chỉ định điều trị dự phòng mà chúng ta dùng cái kết quả sàng lọc đó để quản lý thai kỳ một cách phù hợp. Tôi xin nhấn mạnh đây là hai giai đoạn khác nhau. Quý 1 là sàng lọc dự báo và điều trị dự phòng. Còn quý 2 là không còn điều trị dự phòng nữa mà quản lý cho nó tốt. Thì nó có một cái cách sàng lọc dựa vào yếu tố nguy cơ, chia thành 3 nhóm: nguy cơ thấp, trung bình và cao. Yếu tố nguy cơ này thì Hoa Kỳ họ cũng dùng, ACOG họ cũng dùng, nhiều nước khác họ cũng dùng. Tuy nhiên cho đến nay thì người ta khuyến cáo nếu như có điều kiện hơn thì chúng ta không ưu tiên áp dụng cái cách sàng lọc bằng chỉ bằng yếu tố nguy cơ này. Cái này có lẽ cả đồng nghiệp đồng ý với chúng tôi là đây là những cái rất là căn bản ban đầu mà thôi, đúng không ạ? Cái cách này nó rất là đơn giản và nó có thể áp dụng cho tuyến y tế mà có nguồn lực hạn chế, đúng không ạ? Và người ta thấy rằng giá trị dự báo của nó thì tương đối hạn chế và nó phát hiện tối đa là 30% tiền sản giật cả sớm lẫn muộn, trong đó đại đa số là tiền sản giật muộn. Mà tiền sản giật muộn xuất hiện càng muộn thì hệ quả trên thai nó càng thấp, đúng không ạ? Cái mà chúng ta quan tâm đó là tiền sản giật sớm, xuất hiện sớm
mà tác động nặng nề đối với thai và đối với ba mẹ hơn là tiền sản giật muộn. Tất nhiên cái gì phát hiện được cũng tốt cả, cũng quý cả, nhưng càng sớm thì hệ quả của nó càng càng thấp hơn. Thì đấy là cái phác đồ mà thực ra nó là rất là căn bản, chúng ta chỉ hỏi, chúng ta chỉ đo BMI, phải không ạ? Vân vân và vân vân, nó ra rất là đơn giản. Thì không khuyến cáo ưu tiên áp dụng. Trong quý 1 thì cái khuyến cáo của Bộ Y tế, cái hướng dẫn của Bộ Y tế nhấn mạnh đến cái sàng lọc dựa vào mô hình phối hợp như chúng tôi đang chiếu trên slide này. Nó bao gồm cái gì? Nó bao gồm đặc điểm của mẹ như chúng tôi đang nêu ở trên. Tiền sử bệnh lý nội khoa, tiền sử sản khoa của bà mẹ, đặc điểm thai của lần này, đơn thai, song thai, nếu như song thai thì một rau, hai rau, đúng không ạ? Huyết áp động mạch trung bình, ba cái nhóm, bốn cái nhóm đầu tiên được gọi là đặc điểm mẹ và thai, đúng không ạ? Chúng ta khai thác nó ra liền. Thứ hai là huyết áp động mạch, đúng không ạ? Cũng là tỷ số của mẹ trên lâm sàng, chúng ta đo, đương nhiên phải đo hai tay và tính theo công thức nó ra liền. Đó là yếu tố mẹ, đó là cái thanh tố thứ nhất trong triple test. Thứ hai đó là chỉ số sung của động mạch tử cung thăm dò, đúng không ạ? Thì được thực hiện bởi nhân viên y tế đã qua đào tạo. Cái này không phải là ai cũng đo chỉ số sung động mạch tử cung được, đúng không ạ? Chúng ta phải qua đào tạo. Và thứ ba là chỉ số về chất chỉ điểm sinh hóa. Thì cái marker sinh hóa đấy thì chất chỉ điểm tối ưu đó là PLGF như chúng tôi đã trình bày ở trên, và có thể thay thế đó là PAP-A. Thì ở đây cả đồng nghiệp thấy PAP-A là cái chất mà đã được sử dụng khá phổ biến, đúng không ạ? Trong cái vâng, trong double test, trong sàng lọc tiền sản dị tật hiện nay của chúng ta, đó cũng là một cái lời điện tất cả tối ưu vẫn là PLGF, đúng không ạ? Nhưng mà PAP-A là trong trường hợp không thể thực hiện được. Nếu như chúng ta ở cơ sở mà làm được thì chúng ta nên lựa chọn PLGF. Thì chúng ta sử dụng các cái tất cả các cái tỷ số này, đúng không ạ? Và nhập vào một cái phần mềm sàng lọc. Cái này thì đến cái cả đồng nghiệp làm siêu âm thì biết đó là phần mềm rất là phổ biến, Astrea Obstetric Module, đúng không ạ? Trong máy siêu âm, hoặc là chúng ta nhập các cái tỷ số này vào một cái công thức nó có sẵn trên trang web của FMF, của Fetal Medicine Foundation, và chúng ta tính ra nguy cơ. Đúng không ạ? Khi tính ra nguy cơ nó sẽ ra theo tỷ lệ, và nhóm nguy cơ cao, đúng không ạ? Đó là nhóm có tỷ lệ này từ 1 phần 100 trở lên, 1 trên 100, 1 trên 95, 1 trên 90, vân vân và vân vân. Đấy. Đối với cái nhóm nguy cơ cao này thì người ta thấy rằng phải can thiệp, đúng không ạ? Can thiệp ở đây là điều trị dự phòng. Tôi xin nhấn mạnh lại là mô hình sàng lọc tối ưu đó là gì? Đó chính là triple test của FMF, đó là mẹ con, huyết áp trung bình của mẹ, chỉ số sung của mẹ, chỉ số sung động mạch tử cung của mẹ và PLGF. Cái mô hình tiếp theo là mô hình cơ bản, đó là thay PLGF bằng PAP-A. Đây là mô hình mà chúng ta có thể làm ngay lập tức. Tức là sàng lọc hiện nay đó cộng với PAP-A cộng với chỉ số sung động mạch tử cung, tức là chúng ta phải cộng thêm chỉ số sung động mạch tử cung có thể làm được ngay. Và chỉ dựa vào cả yếu tố nguy cơ thì đấy là cái mô hình căn bản nhất. Thì đấy là ba cái tầng. Cả đồng nghiệp ở đây, cả đồng nghiệp có đầy đủ phương tiện thì chúng ta nên sử dụng mô hình tối ưu. Có một số đơn vị khác người ta hạn chế hơn thì người ta sử dụng các cái mô hình gọi là cơ bản. Đấy. Thì tôi xin nhắc lại là tỷ lệ nguy cơ đây là 1 trên 100, đúng không ạ? Trong 3 tháng đầu. Và 1 trên 100 thì làm gì? 1 trên 100 là chúng ta phải điều trị dự phòng bằng aspirin, đúng không ạ? Điều trị dự phòng bằng aspirin. Cái này thì thế giới đã nói rất nhiều rồi, y văn rất nhiều rồi, và chúng ta cũng nhắc lại mà thôi. Aspirin ở đây là aspirin liều thấp, và hiện nay trên thị trường chúng ta đang có cái loại đóng 81 mg, sử dụng một viên một tối, bắt đầu từ thời điểm chúng ta sàng lọc quý 1 là 11 tuần, như là 13 tuần 6 ngày chúng ta phát hiện được, tính toán được nguy cơ cao, chúng ta khuyến cáo ba mẹ. Tất nhiên phải xem xét chỉ định, chống chỉ định. Ở đây chúng tôi không trình bày, đúng không ạ? Cái hướng dẫn này có sẵn trên web, các đồng nghiệp có thể download bất kỳ lúc nào để xem cụ thể chỉ định và chống chỉ định của aspirin. Lưu ý là có chỉ định và chống chỉ định, đúng không ạ? Có chống chỉ định. Dùng từ cuối quý 1 của thai kỳ cho đến tối thiểu là 28 tuần, lý tưởng là đến tuần thứ 36,
và kết thúc người ta khuyên là một tuần trước khi thai đủ tháng, đúng không ạ? Có thể cân nhắc liều lượng, bởi vì mỗi cái thai phụ người ta sẽ có những cái liều mà ví dụ như ngay lần đầu sử dụng mà họ sử dụng 150 mg chẳng hạn, và nó gây kích ứng thì chúng ta bắt đầu từ liều thấp lên cao. Một cái can thiệp thứ hai nữa mà thế giới cũng khuyến cáo, tổ chức y tế thế giới cũng khuyến cáo và nhiều tổ chức khác uy tín trên thế giới cũng khuyến cáo, đó là canxi. Thế thì canxi là chúng ta đảm bảo liều là trên 1 g ngày, đúng không ạ? Đặc biệt lưu ý đối với cái nhóm mà có canxi trong chế độ ăn thấp, người ta nhấn mạnh là cái nhóm mà canxi trong chế độ ăn thấp thì đặc biệt phải lưu ý, hoặc là cái nhóm nguy cơ cao nhưng chẳng may rơi vào chống chỉ định của aspirin, chúng ta phải sử dụng canxi. Thì đấy là điều trị dự phòng trong quý 1, đúng không ạ? Bắt đầu từ quý 1 và kết thúc ở quý 3. Còn bây giờ thai phụ sang quý 2, quý 3 làm gì? Thì như hồi nãy các đồng nghiệp thấy cái vai trò của tỷ SGLT1 trên PLGF rất quan trọng và khuyến cáo chúng ta nói rằng có triển vọng dự báo khả năng xuất hiện bệnh, tức là cái negative predictive value hồi nãy các đồng nghiệp thấy là 100% trong vòng 1 tuần nếu như thấp hơn 30, 38. Nó được khuyến cáo là có thể sử dụng từ 24, 6 tuần trở đi ở nhóm nguy cơ cao. Tôi xin nhấn mạnh là ở nhóm nguy cơ cao, đúng không ạ? Và nó hướng đến hạn chế những trường hợp nhập viện để theo dõi hoặc là những trường hợp can thiệp mà không không cần thiết. Trong quý 2, quý 3 thì người ta khuyến cáo là chúng ta tiếp tục sàng lọc, đúng không ạ? Bằng các cái mô hình phối hợp như trong quý 1, như trong 3 tháng đầu, yếu tố nguy cơ, huyết áp động mạch trung bình, chỉ số chung và PLT, đúng không ạ? SGLT1 trên PLGF, đúng không ạ? Để theo dõi cho tốt cái thai kỳ. Đây là một cái mô hình gợi ý, tôi xin nhấn mạnh là mô hình gợi ý, đó là các đồng nghiệp thấy cái trong quý 2 và quý 3 trở đi thì người ta sử dụng cái ratio test này, tức là cái SGLT1 trên PLGF nó có mấy cái ngưỡng dưới bấm 8 chúng ta yên tâm, đúng không ạ? Bấm 8 đến tầm 5 thì chúng ta phải, nó là nguy cơ, có nguy cơ, không phải là quá cao, nhưng mà phải theo dõi ngoại trú và test lại sau 1 đến 2 tuần. Nếu như trên tầm 5 thì tỷ lệ này là tỷ lệ rất là cao, đúng không ạ? Và người ta có nguy cơ và người ta yêu cầu là nhập viện và theo dõi chặt chẽ. Cái phác đồ này nó rất có ý nghĩa trong điều kiện của phương Tây. Còn đối với trường hợp mà sàng lọc mà không có biểu hiện gì cả thì sau đó có thể sử dụng test này hàng tháng. Cái này nó không phải quan trọng lắm, nhưng mà đặc biệt là trong cái nhóm này. Thì với cái 3 cái ngưỡng này nó chia nhóm thai phụ ra làm 3 nhóm, một là nhóm nguy cơ thấp dưới 38, trung bình 38 đến 85 và cao là trên 85. Thì đấy là các cái dữ liệu, đúng không ạ, từ y văn và khuyến cáo của Việt Nam. Thế thì chúng tôi xin phép được tóm tắt, đây là slide chưa phải cuối cùng, nhưng tóm tắt đó là gì? Về hệ quả của tiền sản giật thì thôi tôi xin không miệng bàn. Trong 3 tháng đầu chúng ta có thể sử dụng môn phối hợp bao gồm cả các biomarker để mà dự báo và có chỉ định, xem xét để có chỉ định điều trị dự phòng. 3 tháng giữa, 3 tháng cuối chúng ta có thể sử dụng cái tỷ SGLT1 trên PLGF này để theo dõi. Thế thì trong 1-2 năm trở lại đấy thì có một vài cái công trình, đây là công trình được xuất bản cách đây chưa đầy 1 năm của cái nhóm tác giả từ London. Các đồng nghiệp thấy là ở đây là có giáo sư Kypros Nikolaides là người đứng đầu ở Fido Medicine Foundation. Thì người ta xem thử các cái định nghĩa tiền sản giật mà căn bản gọi là truyền thống này, rồi của ACOG, rồi định nghĩa mới của Hiệp hội Nghiên cứu đúng không ạ, về tăng huyết áp trong thai kỳ quốc tế. Định nghĩa này chỉ có dựa vào mẹ, chưa dựa vào vào mẹ đơn thuần, hoặc là cộng thêm với là các cái sự mất cân bằng của các yếu tố tạo mạch. Thì người ta thấy rằng nếu như định nghĩa cô điện nó chỉ phát hiện tiền sản giật khoảng 1,8 trường hợp, ACOG phát hiện 2,1, nhưng mà theo cả cái định nghĩa mới và đặc biệt đưa vào tích hợp vào đây cả cái yếu tố tạo mạch thì nó lên 3,3. Tỷ lệ này nó nói lên điều gì? Có nghĩa là sẽ có khoảng 3,3% các trường hợp được xác định đó là tiền sản giật mà có thể có kết cục bất lợi cho thai kỳ.
chúng ta theo dõi kỹ hơn. Tất nhiên xác định nhiều hơn có nghĩa là chi phí nó sẽ nhiều hơn. Đấy. Thì dựa trên nghiên cứu đấy thì nhóm tác giả này kết luận rằng ấy, là so với cái định nghĩa gọi là kinh điển truyền thống của tiền sản giật thì có thể cần một cái định nghĩa rộng hơn, và bao gồm cái gì? Bao gồm cái việc đánh giá của việc phát triển thai. À, đây là một ý mới. Tức là trong tiền sản giật cần phải đánh giá cái sự phát triển của thai nó như thế nào, nó bị ảnh hưởng như thế nào, và cả cái marker tạo mạch như chúng tôi đã nói ở trên SFLT1, PLGF. Thì đây là một cái gợi ý của một đồng nghiệp của chúng tôi, một tác giả nổi tiếng từ Berlin. Đó là liệu trong tương lai thì cái định nghĩa gọi là gold standard, tiêu chuẩn vàng của tiền sản giật, liệu có nên cộng cái tỷ lệ này vào hay không? Đó là một câu hỏi đang còn để ngỏ, và chúng ta hy vọng là sẽ có những công trình mới để trả lời câu hỏi này. Thì chúng tôi xin phép được kết thúc cái bài trình bày ở đây, và xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Đó. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn thầy Huy đã có một bài trình bày hay.